Sự tự tin là một trong những yếu tố quan trọng để thành công trong cuộc sống. Nó giúp bạn tự tin giao tiếp, thể hiện bản thân, đối mặt với thử thách và vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự tự tin vững vàng. Đôi khi, bạn có thể mất đi sự tự tin do những lý do khác nhau như thất bại, bị phê bình, bị từ chối, bị so sánh hay bị áp lực. Khi mất đi sự tự tin, bạn có thể cảm thấy buồn chán, nản lòng, thiếu hứng thú và khó khăn trong việc ra quyết định. Bạn muốn tránh xa những người xung quanh, tự ti về bản thân và không dám thử những điều mới mẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm giảm khả năng thành công của bạn. Vậy làm thế nào để lấy lại sự tự tin khi đã mất nó? Đây là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm và tìm kiếm câu trả lời. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 10 cách lấy lại sự tự tin khi bạn đã mất nó. Hãy cùng theo dõi nhé! 1. Nhận ra nguyên nhân khiến bạn mất đi sự tự tin. Bước đầu tiên để lấy lại sự tự tin là nhận ra nguyên nhân khiến bạn mất đi nó. Hãy suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc hiện tại làm cho bạn cảm thấy thiếu tự tin. Có thể là do gặp phải một thất bại lớn, bị ai đó phê bình, bị so sánh với người khác. Cũng có thể bạn không hài lòng với hình dáng hay khả năng của mình, hay do không có được những gì bạn mong muốn. Khi nhận ra được nguyên nhân, bạn có thể dễ dàng tìm ra cách để khắc phục nó, học được cách chấp nhận và tha thứ cho chính mình, cách đối phó với những ý kiến tiêu cực của người khác. Bạn cũng học được cách cải thiện bản thân, tập trung vào những điều tích cực, đặt mục tiêu và theo đuổi ước mơ của mình. 2. Tự khen ngợi và động viên bản thân. Bước thứ hai để lấy lại sự tự tin là tự khen ngợi và động viên bản thân. Hãy nhớ rằng bạn là một người đặc biệt và có giá trị, với những điểm mạnh, những tài năng, những kỹ năng và những phẩm chất tuyệt vời, vượt qua được nhiều khó khăn và thử thách. Bạn đã làm được nhiều điều tốt đẹp, có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Bạn hãy tự khen ngợi và động viên bản thân mỗi ngày, viết ra những điều bạn tự hào về bản thân. Hay nói ra những lời khích lệ, những câu nói tích cực, những khẩu hiệu truyền cảm hứng để tăng cường sự tự tin của mình. Ví dụ, bạn có thể nói với bản thân rằng, tôi là một người giỏi và xinh đẹp, tôi có thể làm được mọi điều tôi muốn, tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. 3. Chấp nhận và yêu quý bản thân. Bước thứ 3 để lấy lại sự tự tin là chấp nhận và yêu quý bản thân. Không ai hoàn hảo cả và bạn cũng không phải là ngoại lệ. Bạn có thể có những điểm yếu, những sai lầm, những khuyết điểm hay những thiếu sót. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của bạn mà chỉ làm cho bạn trở nên con người hơn. Hãy chấp nhận và yêu quý bản thân với tất cả những gì bạn có, biết ơn vì bạn đã được sinh ra, đã được sống, được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất. Tự trọng và tự tôn, không để ai đó làm tổn thương hay coi thường bạn, tự chăm sóc và tự nuôi dưỡng bản thân, không để ai đó chi phối hay ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. 4. Học hỏi và phát triển bản thân. Bước thứ 4 để lấy lại sự tự tin là học hỏi và phát triển bản thân. Bạn hãy biết rằng bạn luôn có khả năng cải thiện và tiến bộ trong cuộc sống, học được những điều mới mẻ, rèn luyện kỹ năng và phát triển được những phẩm chất mới. Bạn cũng có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh, đạt được mục tiêu và thực hiện được những ước mơ mới. Hãy học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày, đọc sách, xem video, tham gia khóa học, tham gia nhóm học tập hay nhóm nghiên cứu. Bạn cũng có thể thử thách bản thân, ra khỏi vùng an toàn làm những điều chưa từng làm trước đây, tìm kiếm sự giúp đỡ học hỏi từ những người có kinh nghiệm, những người thành công hay những người có ảnh hưởng. 5. Đặt mục tiêu và theo đuổi ước mơ. Bước thứ 5 để lấy lại sự tự tin là đặt mục tiêu và theo đuổi ước mơ. Bạn có quyền sống theo cách của riêng mình, theo đuổi những gì bản thân yêu thích, sống trọn vẹn với những ước mơ, những khát vọng, những đam mê và những sở thích riêng. Tuân theo giá trị, nguyên tắc, lý tưởng và những niềm tin của riêng bạn. Đặt mục tiêu và theo đuổi ước mơ của mình, viết ra những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống hay vẽ ra bản đồ tư duy của mình. Lập kế hoạch, xác định các bước cần làm, thiết lập các chỉ số đo lường. Và quan trọng nhất, hãy bắt tay vào hành động ngay lập tức, triển khai các hoạt động cần thiết, kiểm tra kết quả và điều chỉnh nếu cần. 6. Tạo ra những thói quen tốt cho sự tự tin. Bước thứ 6 để lấy lại sự tự tin là tạo ra những thói quen tốt cho sự tự tin. Bạn hãy biết rằng sự tự tin không phải là một điều gì đó cố định, mà là một điều gì đó có thể được rèn luyện và duy trì. Để tăng cường sự tự tin, bạn cần tạo ra và duy trì những thói quen tốt cho sự tự tin. Những thói quen này có thể liên quan đến cả khía cạnh tinh thần lẫn khía cạnh vật chất của bạn. Bạn hãy tạo ra những thói quen tốt cho sự tự tin như chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng. Chú ý quan tâm đến ngoại hình của mình, chọn trang phục phù hợp, làm đẹp cho bản thân, giữ gìn vệ sinh cá nhân, luôn tỏa ra sức sống và sự tươi mới. Giữ cho tâm trạng luôn tích cực lạc quan bằng cách làm những điều mình thích, kết nối với những người bạn yêu quý, thể hiện cảm xúc và giải quyết những vấn đề đang gặp phải. 7. Tìm kiếm và nhận lời khen từ người khác. Bước thứ 7 để lấy lại sự tự tin là tìm kiếm và nhận lời khen từ người khác. Bạn không phải là một hòn đảo cô đơn, cũng không phải là một người tự cung tự cấp. Bạn có thể nhận được sự ủng hộ, sự khuyến khích,
sự tán dương và sự công nhận từ những người xung quanh. Những lời khen này có thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, tự tin và động lực hơn. Hãy tìm kiếm và nhận lời khen từ người khác, chia sẻ những thành tựu, những nỗ lực, những tiến bộ hay những khó khăn của mình với những người bạn tin tưởng như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay cộng đồng. Bạn cũng có thể yêu cầu nhận được phản hồi, góp ý, đánh giá hay khảo sát từ những người có liên quan như khách hàng, đối tác, sếp hay thầy cô. Biểu lộ sự biết ơn, sự tôn trọng, sự quan tâm hay sự hợp tác với những người đã giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn hay hợp tác với bạn. 8. Tạo ra và duy trì một môi trường tích cực. Bước thứ 8 để lấy lại sự tự tin là tạo ra và duy trì một môi trường tích cực. Môi trường xung quanh bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của bạn. Nếu bạn sống trong một môi trường tiêu cực, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những ý kiến, thái độ hay hành vi tiêu cực. Nếu sống trong một môi trường tích cực, bạn có thể được hưởng lợi từ những ý kiến, thái độ hay những điều kiện tích cực. Hãy tạo ra và duy trì một môi trường tích cực cho bản thân. Loại bỏ hoặc giảm thiểu sự tiếp xúc với những người hay những điều gây ra sự tiêu cực cho bạn, như những kẻ đố kỵ, chê bai, lợi dụng hay những kẻ gây hấn. Tìm kiếm và tăng cường sự tiếp xúc với những người, những điều mang lại sự tích cực cho bạn, như những người đồng cảm, hài hước, lạc quan. Bạn cũng có thể bố trí và trang trí không gian sống và làm việc của mình theo cách thuận tiện, thoải mái, sáng sủa và đẹp mắt. 9. Tham gia vào các hoạt động xã hội và cộng đồng. Bước thứ 9 để lấy lại sự tự tin là tham gia vào các hoạt động xã hội và cộng đồng. Bạn là một phần của xã hội và cộng đồng, bạn có thể góp phần vào sự phát triển và tiến bộ chung, giao lưu kết bạn học hỏi và chia sẻ với những người khác. Bạn nên tham gia vào các hoạt động có ích, có giá trị cho bản thân và cho xã hội. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội và cộng đồng mà bạn quan tâm và yêu thích, như các câu lạc bộ, tổ chức, nhóm hay các dự án mà bạn có chung sở thích, mục tiêu và lĩnh vực. Tham gia vào các hoạt động tình nguyện, từ thiện, giáo dục, các hoạt động nghệ thuật, thể thao, du lịch, giải trí mà bạn có thể thể hiện, khám phá hay tận hưởng cuộc sống. 10. Tôn trọng và công bằng với người khác. Bước thứ 10 để lấy lại sự tự tin là tôn trọng và công bằng với người khác. Hãy biết rằng bạn không phải là một người duy nhất trên thế giới này và cũng không phải là một người quan trọng hơn hay tốt hơn ai. Bạn là một trong hàng tỷ người trên hành tinh này và là một trong hàng triệu người trong quốc gia này. Bạn có quyền được sống và được tôn trọng, nhưng cũng có trách nhiệm sống và tôn trọng người khác. Tôn trọng và công bằng với người khác, lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận những ý kiến, những quan điểm, những cảm xúc hay những nhu cầu của người khác. Bạn cũng có thể giao tiếp, thể hiện và bảo vệ những ý kiến, quan điểm, cảm xúc hay những nhu cầu của mình, hợp tác hay giải quyết xung đột với người khác. Đó là 10 cách lấy lại sự tự tin khi đã mất nó. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được sự tự tin mà bạn mong muốn và xứng đáng. Hãy nhớ rằng sự tự tin là một điều gì đó có thể được học hỏi, rèn luyện và duy trì. Hãy tin vào bản thân, hãy yêu quý bản thân và hãy sống theo cách của riêng bạn. Chúc bạn thành công và hạnh phúc!